Đây lõm ngồi gọn ra để quay con tí nào. Đó, thấy vàng mõm đen chưa? Sẹo với lõm. Sụa ô xinh quá. À. Đó đó. Đó là cái con lông phớt đen lúc trước đó. Đây là ba con cho con của đợt trước đấy. Ba cái mặt. Ba cái khuôn mặt. Nhờ. Chờ nó lên tay tự nhiên mãi mà nó không thể lên được bởi vì nó lớn nhanh quá. Cho nên là quyết định là dán tai. Đây là dán lần đầu tiên này. Dán như này là đang dán để tạo nếp thôi. Đây này, nói tiếp về cái con màu đen. Cái con phớt đen lúc bé thì bây giờ là nó là con vàng nhất, đúng như là dự đoán luôn. Nó là con màu vàng nhất ở trong ba con luôn. Màu của nó là màu vàng sậm luôn từ đầu đến chân luôn. Có cái mõm phớt đen. À, nhìn so ra là bây giờ là chúng nó là cao 7 tháng là coi như là chúng nó cao bằng con mẹ luôn rồi đấy. Cao và dài bằng con mẹ luôn. 7 tháng rưỡi. Đực thì to hơn rồi. Đây là con một con cái vàng lúc bé này. Bây giờ đây. Tầm này thì màu lông chưa dậy. Con mẹ là lúc mới về là màu lông cũng không dậy như bây giờ đâu. Con chó nó khoảng 2 tuổi là màu lông nó dậy hẳn. Đó. Thì con phớt đen này về sau cái lông nó còn dậy hơn là con mẹ. Lông nó hơi dài một chút. Đó, ngày bé thì nhìn lông nó rất là dài. Lớn lên thì nhìn lông nó hơi dài một chút thôi. Chứ nó cũng không có phải là đến mức mà nó xù quá. Em, ra đây. Này ăn bụng, bụng này no lắm. Nó tự lực à. Lõm xích ra để quay thằng con dai lõm tí xem nào. Đây. Lõm ơi, lõm lùi lại. Lõm. Lùi lại. Chè hết màn hình của con rồi. Đây, ba con cho con đây thằng Đực đây. Đây thằng Đực. Đó. Đực thì cao hơn mẹ rồi. Đây này, dễ nhìn thấy nhất này. Đực sao cao, cái bọn này cái mồm nó cứ Đực cao bọn. Hơn mẹ, cái thì cao bằng mẹ. Cái nếu mà có con cái lông dài kia là cao bằng con mẹ này. Còn con cái lông ngắn hơn này là cái con màu vàng lúc bé thì nó còn cao hơn con mẹ, nó giống bố. Nó giống bố nó cao hơn. Cao hơn mẹ. Ba con 7 tháng rưỡi là như thế là một đực, một cái là cao hơn con mẹ rồi. Còn một con thì bằng con mẹ. Tức là như thế này, tức là gì? Tức là cái cân của nó khi mà nó trưởng thành nó sẽ là chắc chắn là nó sẽ là con chó ngoài 20 cân. Bởi vì con mẹ này là như bây giờ nó phải khoảng tầm 23 cân. Anh Tân vác cái cân ra đây cân thử xem. Chứ không phải đoán là cái gì nữa. Con M này thì khoảng tầm 2, bây giờ khoảng tầm 22 cân. 21 cân thì là chắc chắn rồi. Nó có tăng lên thì nó là khoảng 22 cân. Ba mẹ con. Ở cái đàn cho con đầu tiên ba con này của Sẹo với lại Lõm này thì hai con đẻ, nó đẻ được 4 con. Thì có một con là có móng đeo, một con lót ổ. Đây con có móng đeo chính là con cái này đây. Cái chân sau của nó vẫn có móng đeo không thèm cắt này. Đó. Không, anh cứ đứng xích ra đây anh cân thử con mẹ xem. Xem bao cân. Cân không cần xong để bế nó lên. Phải bế nó lên chứ. Để em nhìn xem. Gần 86 cân, anh bỏ con mẹ xuống đi. Bỏ con mẹ xuống, anh đứng nguyên vị trí. Bởi vì cái cân này, mỗi vị trí cân là nó khác nhau. Được rồi không? Anh đứng yên đấy. Cái không kẹt đấy. Ờ, không bác bảo được. Đứng nguyên cái vị trí của anh để cân lại anh xem là anh bao cân. Đứng 60 cân. Thế là như thế là con mẹ nó là 25 cân. Thế là con mẹ của nó bây giờ là 25 cân. Đây là cân trực tiếp đấy. Chứ áng chừng của nó như lúc trước, trước khi nó đẻ thì khi mà nó trai nó mới về là mình cân nó là 21-22 cân rồi. Nhưng bây giờ là nó to không? Nó to ngang hơn. Nó to ngang hơn thì nó tăng cân.
Nhưng mà như thế là nó tăng như thế là nó tăng cũng hơi nhiều so với dự đoán của mình. Như thế là coi như là nó là hơn 25 cân. Mà như thế này là chưa đến bữa ăn nhé. Bây giờ là sắp đến bữa ăn chiều. Tức là bụng nó là bụng đói đấy. Chứ không phải là ấy đâu. Anh cân thử cái con đực kia xem nào. Con đực choai xem nào. Đực choai xem có được 19 cân không. Bởi vì bọn này người nó mỏng cho nên là nó cao hơn con mẹ. Nhưng mà cái cân của nó thì nó sẽ nhẹ hơn nhiều. Cân thử xem bao nhiêu. Ui giời, rời luôn. Ok. Đây thì không nhìn được. Để làm gì? Đứng nhìn, nào nào, xích. Nào. 18 cân rưỡi. 18 cân rưỡi. Xích 19 cân. Ừ. Cũng đúng như dự đoán. Áng chừng được cái khoảng cân. Thế là đoán là sai số nửa cân. Đoán là khoảng tầm 19 cân. Bây giờ bụng nó đang đói này. Mọi người nhìn cái bụng của nó hót này. Nếu thực ra bọn này mà nếu mà cân theo cái kiểu như mọi người để lấy cái cân nặng mà nó thật là nặng ấy thì cho nó ăn một cái bát to nó khoảng nặng khoảng tầm 2 cân nó đánh vèo cái hết là con 19 cân nó sẽ thành 21 cân ngay. Nhưng mà đây là cân số đói nhá. Con này khoảng 17 cân. Ở vì cũng không con này khoảng 16 cân. Không có theo cái kiểu là gọi là để mà lấy cân cho nó thật là gì. Như con mẹ này là bây giờ nó 25 cân này. Người nó rất là dày. Cộng với bẹ sữa nó không có tính bẹ sữa. Bẹ sữa nó cũng, con chó nó cũng nặng lên một chút. Thế coi như là cái trạng người của nó nếu mà eo ót ra nó khoảng 24 cân rưỡi. Tầm đấy. Ba con chó con này thì là nó đều là cao bằng con mẹ rồi và hoặc là cao hơn con mẹ. Cao bằng hoặc cao hơn. Con mà lông nó dài nhất này là nó là cái con mà người nó ngắn nhất. Hai con này thì nó cao và nó dài hơn con đấy một chút. Thì hai con này về sau nó sẽ nặng cân hơn một chút. Con đàn này là có ba con thì là có con dài thì là có con cộc tịt. Con này là cái con ngày bé là nó màu phớt đen, lông phớt đen đó cho mọi người xem. Và cái lông hiện tại bây giờ thì nó như thế này. Lông hiện tại bây giờ thì nó lại là cái con mà lông cháy nhất. Mõm của nó vẫn hơi phớt đen. Đó. Nhìn người so với con mẹ này. Đó, nó cao bằng con mẹ rồi. Nó chỉ là gì thôi. Nó chỉ là nó mỏng người thôi. Nó là con chó vẫn còn đang là con chó thiếu niên. Con này thì nó có một cái khác là cái móng chân của nó đen hết. Những con mình để ý, những con mà lông mà nó vàng sậm theo kiểu là cháy hẳn ấy thì móng chân nó lại đen hết nhé. Đây à, nhìn cái bộ móng của nó này. Thấy không? Móng chân đen. Đen xì hết luôn cả bốn móng chân đó. Còn bọn này thì móng chân nó nâu. Đây nhìn cái móng chân của nó này, màu móng này đó, có móng trắng có móng nâu đó, nhìn màu móng đó đó. Thực ra là với cái giống cọc này thì nhiều người cũng để ý rất là nhiều cái chi tiết, nhưng mà chúng ta để ý cái quan trọng, chi tiết quan trọng nhất chúng ta cần để ý đó là cái màu mắt của con chó. Màu mắt và màu mũi. Màu mắt với màu mũi thì nó dính với nhau. Nhưng mà mũi thì có thể là mũi nâu hay là mũi đen. Mũi đen thì không phải bàn rồi. Mũi đen thì ít khi là mắt nó sáng lắm. Cũng có nhưng mà tỷ lệ nó ít. Nhưng mũi nâu thì chúng ta phải để ý cái màu mắt kỹ hơn. Mũi nâu thì mắt nó rất nhiều con mắt sáng. Mắt sáng đến mức mà sẽ bị loại khỏi việc nhân giống luôn. Cái màu mắt thì nó liên quan đến rất nhiều thứ, thành ra là người ta rất khắt khe ở cái màu mắt của bất kỳ một giống chó nào luôn, chứ không chỉ có chó cọc đâu. Thì đó, như cái con này ấy, là đây chính là cái con mà ngày bé rất nhiều người bảo nó là lớn lên nó sẽ màu nâu, mà mình từ bé mình nhìn là mình sẽ biết là nó là màu vàng rồi. Lớn lên nó sẽ màu vàng và nó đúng như vậy, là nó màu vàng. Bởi vì cái màu nâu ban đầu ở lúc cái con chó nó nhỏ ấy, về sau là nó tụt vào nó thành cái màu lớp lông đệm ở bên trong thôi. Còn cái màu mà con chó nó thay lông lúc nó 2 tháng mà nó có phớt vàng ấy, ở chân ấy và ở gáy ấy thì nó sẽ màu vàng. Đó. Cưỡn con baby xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, chó mẹ đang thay lông. Đó. Thay lông mà sao nó lại rụng nhiều thế? Gió nóng nữa. Ừ. Mẹ con nhà lõm. Chào lõm nhá. Lõm cho con cho bố nó vào đây cùng với nhá. Đây mấy con cho con này. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đây mọi người nhìn cái bóng nắng này. Đó.
Đó, ba mẹ con nó phải cọc như thế này chứ nếu mà không thì không quay được video, chúng nó chạy lăng xăng